dùng bàn đạp thay vì nút bấm, thuận tiện trong việc đổ gạo vào thùng, dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm khác nhau. Đó là những cải tiến của loại máy ATM gạo mang tên Anloda, An Lộc Dân, vừa xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp hàng ngàn người nghèo được nhận gạo miễn phí. Hai trong số 11 chiếc máy này được lắp đặt tại quận Bình Thạnh. Tại trường Đại học Kinh tế Tài chính số 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, mỗi ngày có khoảng 2.000 người nghèo đến nhận gạo. ATM gạo hoạt động theo khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ sáng và 15 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Mỗi người được nhận 3 kg gạo một lần. Theo thống kê, nếu như ngày đầu lắp đặt máy có gần 3 tấn gạo được phát ra, thì ngày tiếp theo, 16 tháng 4, số gạo phát đến người nghèo không dưới 5 tấn. Trong khi đó, ATM gạo trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh mới hoạt động từ ngày 16 tháng 4, nhưng cũng giúp đỡ được nhiều người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Sự khác biệt tại các điểm phát gạo này là ngoài những người vãng lai, tất cả các hộ nghèo tại địa phương đều được thông báo đến nhận gạo và được phát phiếu để đảm bảo họ được nhận tối đa lượng gạo, đủ sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Điều này tránh lãng phí thời gian, đảm bảo được các vấn đề về giãn cách xã hội. Đối với phường 22 thì hôm nay thì được sự cái hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng đã chung tay hỗ trợ được cái ATM gạo bắt đầu từ sáng 8 giờ ngày hôm nay và triển khai cho đến hết ngày 30 tháng 4. Đây là một cái hình thức triển khai vô cùng ý nghĩa, kịp thời và có cái sự hỗ trợ động viên kịp thời đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 22 và các hộ đối với các hộ lân cận phường cũng đã có cái việc chung tay chia sẻ thêm đối với các phường khác trên địa bàn của phường. Thì qua cái máy ATM gạo này thì bản thân tôi nhận thấy thì nó rất là hay và ý nghĩa. Và riêng đối với phường thì chúng tôi xác định mục tiêu là chăm lo cho các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh mà bị cái công dịch vừa qua bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó chúng tôi xác định chăm lo là trong đó là đúng đối tượng và mục đích cuối cùng chúng tôi làm sao giúp các cái đối tượng này chúng ta có thể là vượt qua có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái buổi phát ngày hôm nay thì ngoài cái máy ATM gạo này thì chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn những cái bao trong đó là để cho những người mà tàn tật, những người mà ngồi xe lăn, những người mà đi lại khó khăn thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp để tránh ảnh hưởng trong việc đứng xếp hàng. Và cái việc mà chúng tôi sắp xếp về cái nhận cái ATM gạo này cũng trong thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là tập trung không quá đông người, khoảng cách giữ khoảng là 2 mét để làm sao đảm bảo sức khỏe cũng như là thực hiện theo ý kiến đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố và Ủy ban nhân quận. Từ đó thì đối với khu vực phát gạo chúng tôi cũng giữ được cái an ninh trật tự, giữ khoảng cách và đúng cái cự ly để làm sao để đến với bà con được trong thời gian sớm nhất. Đứng trước cái dịch bệnh Covid-19 đang gây rất là nhiều những cái khó khăn cho đồng bào nghèo và nó cũng rất là nhiều người đang rơi vào cái hoàn cảnh phải cần có những cái bữa ăn hàng ngày. Thì sau khi là đã có một số cái ý tưởng nó liên quan tới cái ATM gạo thì chúng tôi là một cái công ty cơ khí chế tạo máy, nhận thấy rằng là mình có sẵn những cái máy móc, trang thiết bị có sẵn, nhân lực con người có sẵn, thì chúng tôi đã nhanh chóng để sản xuất ra cái máy phát gạo tự động hay còn gọi là ATM gạo với tên gọi là Anloda, có ý nghĩa là an lòng dân. Chúng tôi mong muốn một điều rằng là có thể góp sức mình, một cái sức rất là nhỏ bé để giúp cho đồng bào nghèo có thể vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Là lãnh đạo của một đơn vị chuyên sản xuất máy móc, thiết bị tự động hóa như máy rửa xe, thiết bị rửa chén. Do đó, khi mùa dịch Covid-19 diễn ra, ý tưởng xuất hiện và việc thiết kế chế tạo khá dễ đối với anh Nguyễn Trường Tuyến, CEO của Vinalink Group. 11 máy ATM độc đáo này được tài trợ miễn phí đến các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Máy ATM gạo này có những cải tiến thuận tiện hơn như dùng bàn đạp thay vì nút bấm tay, giúp tránh lây lan bệnh tật. Ngoài ra, thùng chứa gạo khá thấp nên giải quyết được các vấn đề về nhân lực, giảm việc phải mang vác nặng khi đưa lên cao như những điểm khác.
Đặc biệt, máy ATM này có các bánh xe dễ dàng di chuyển đến các điểm khác nhau để phục vụ mục đích thiện nguyện. Chúng tôi đưa ra ý tưởng là làm sao để toàn bộ gạo và máy nó phải nằm trên mặt đất. Điều này nó thứ nhất nó giải quyết một cái việc, đó là làm sao để chúng ta nhanh chóng chúng ta đổ gạo vào, chúng ta tiếp gạo vào một cách vô cùng nó dễ dàng. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua bất cứ cái địa hình nào. Có thể là chúng ta làm cái công tác thiện nguyện ở một vài cái điểm và chúng ta có thể mang nó qua cái điểm khác, cũng như giúp đỡ những bà con ở những cái khu vực khác. Và thứ ba nữa là cái việc chúng ta có bánh xe và những cái cơ động dễ dàng lắp đặt ở bất cứ cái địa hình nào như vậy, thì nó làm cho cái việc chúng ta làm cái công tác thiện nguyện nó cũng dễ dàng hơn, không tốn quá nhiều người. Và trong cái thời điểm này, để cái việc mà chúng ta tụ tập đám đông và gây những cái, làm sao để tránh cái vấn đề là lây nhiễm, đó là một cái trong những cái vấn đề là quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Ngoài ra cái mặt khác nữa là khi mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng gạo để chúng ta phát cho những bà con nghèo. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có ít nhất 6 điểm phát gạo miễn phí thông qua máy ATM gạo. Trong những ngày tới, đơn vị sẽ lắp đặt vận hành đủ 11 ATM gạo. Toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trên 15 máy, giúp người nghèo tại nhiều quận huyện, kể cả các huyện ngoại thành có được phần gạo miễn phí. Lý do tại sao chúng tôi lại làm 11 cái điểm này là chúng tôi lúc mà tình hình kinh doanh nó còn tốt á, thì chúng tôi đã có một cái khoản ngân sách dự phòng cho cái vấn đề khi mà có vấn đề bất trắc khủng hoảng nó có thể diễn ra. Và chúng tôi đã có cái ngân sách để dự phòng cho cái vấn đề này rồi. Thì đứng trước cái tình hình khó khăn của bà con trong cái thời điểm dịch bệnh, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái lúc để chúng ta có thể sử dụng cái nguồn ngân sách này nó được đúng và nó được có ý nghĩa để giúp cho đồng bào nghèo của mình. Câu chuyện ATM gạo đã lan tỏa khắp thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, đã nói lên được ý nghĩa nhân văn và mang tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của người Việt. Thực sự là chúng tôi cũng rất là vui và may mắn khi cái sản phẩm này nó được những cái sự quan tâm, ủng hộ và vui mừng của những bà con gặp khó khăn. Cái thứ hai là những cái mạnh thường quân, người ta thấy như vậy, người ta cũng chung tay cùng với lại chúng tôi. Người thì góp cho chúng tôi gạo để chúng tôi tiếp cho những cái điểm phát. Người thì hỗ trợ cho chúng tôi ngân sách để chúng tôi tiếp tục có thể là sản xuất ra những cái ATM gạo để triển khai ở những cái điểm tiếp theo. Người thì hỗ trợ chúng tôi con người để tham gia về vận hành, để có thể là hỗ trợ cho những cái điểm phát. Thì thật sự ra chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà bản thân mình có một cái sản phẩm mà có thể là mình mang lại cái ý nghĩa, cũng đem lại cái giá trị, cũng như là được nhiều người quan tâm ủng hộ, và nó mang lại cho chúng ta một cái niềm vui nhỏ bé